Chưa cũng có giờ này nè, về ngồi đánh tiền. Và đếm tiền rồi để những cái cục đá này dằn tiền khác nhau. Trả xe đạp cho người ta. Trả xe đạp cho nhỏ cháu đi học. 2.000 ra 2.000, 1.000 ra 1.000 ha. Dạ. Anh đưa tiền cho ha, đưa tiền về có lô mua ấp. À, em đi mua thẳng cho anh luôn. Vậy chắc anh không phong. Dạ được. Cái đưa tiền này về cái sợ mắc ha. Sợ mua lộn qua lộn lại mắc rồi trời. Ồ, vậy quá tốt rồi. Trời đi coi nè, thấy nguy hiểm quá đi. Đi từ từ thôi anh ơi, mấy cái dây điện không đó. Rồi anh đi chạy chậm chậm trước, đi tới cái tiệm xe đạp đi nha. Em chạy theo anh nữa rồi sao? Giúp đỡ cho em. Dạ. Cảm ơn đó, mạnh mừng lắm luôn. Dạ. Mạnh mừng cho được xe đạp mừng hết, mừng lắm mừng. Dạ. Mừng vui lắm á. Cho tiền là bán số nữa. Cho tiền bán số, lấy số bán luôn. Để mình khỏi mình lấy thiếu nữa. Rồi, anh. Cảm rồi mạnh em xin đọc tên của cô bác Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Cao Hớn mình xin chích một ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi cho cô Hớn mình. Mình chích Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hành trình lang thang của mình tại huyện Lấp Vò, thì ở đây thuộc xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì trên hành trình mình chạy xe thì tình cờ phát hiện có một cái người anh đang ngồi giống như là đếm tiền vậy đó. Mình nhìn xa mình thấy có cái bọc tiền lẻ kìa. Và ở đây thì có một chiếc xe đậu ở đây. Thì để mình ngừng lại, mình vô trong mình tìm hiểu, tiếp cận anh để xem như thế nào. Anh mới nhìn ra. Anh ơi, em chào anh ạ. Cho em trò chuyện anh được không? Được. Dạ, ôi anh đang đếm tiền. Đếm tiền. Tiền đâu, tiền lẻ dữ hả? Mà bán số với tiền bà con thương cho. Anh bán giấy số hả? Còn em thấy chiếc xe đạp ở ngoài đó kìa, là phải của anh không? Xe đạp của đây đó. Xe đạp của anh? Ừ. Mượn nhỏ cháu chạy đi bán số rồi viết về trả xe cho nó đi học. Chàng ơi, mượn chiếc xe đi bán giấy số. Ừ. Đúng giờ trả gì, trả xe cho đi học, bán bữa có 8 tờ rồi chú. Dạ, rồi cái tiền này là tiền bán giấy số đó hả? Tiền bán số có, tiền người ta cho cũng có. Người ta cho cũng có, là tiền lẻ không nè? Lẻ rồi cho với bán giấy số thì cũng có ai sư cho 5.000, 10.000 nhé. Dạ, rồi bán giấy số thì em thấy ít xỉu tiền hả? Có lại cũng được mấy trăm à. À, là anh đếm cái tiền chẳng cắt vô rồi đó ha. Giấu bộ mới rớt mắt rồi. Giấu rớt bộ không bộ rớt mắt anh bữa rồi rớt mắt rồi khóc luôn đó. Rồi anh bị cái gì mà thấy cái tay bị tai biến, bị tai biến. Trời ơi, tai biến rồi sao anh đi bán nữa? Rồi bây giờ cũng gán mà tiếp vợ như sao giờ. Vậy là anh có vợ có con rồi? Có vợ có con. Dạ em xin lỗi, anh tên gì và bao nhiêu tuổi vậy? Tiền 51 tuổi. Dạ tên gì anh? Tên Tiền. Tiền. 51 tuổi. Dạ. À, quê quán anh ở đâu? Quê ở Ninh Yên, xã Ninh Yên, tỉnh Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Tháp. Dạ, ở ấp nào anh? Ấp ăn lại bê. Ăn lại bê. Rồi nhà anh đây xuống dưới gần không? Đây chỗ ba số mà anh vô tới chỗ rồi mất lộ vô trong ruộng, đường vô ruộng nữa. Vô ruộng đồng nữa hả? Ừ. Trời ơi. Ra hên bữa nào gì vợ sớm bị vợ bơi xuồng rước. Chỗ phải đi bằng xuồng hả? Vợ bơi xuồng rước lộ bộ không được, lộ bộ bờ kinh nhỏ lộ bộ té. Dạ. Rồi anh đang đếm là tiền chẳng để riêng rồi tiền lẻ để riêng. Tiền chẳng để riêng. Dạ. Lẻ đi. Cái này em để cái mít anh, cái mít để mình nói chuyện nó hút tiếng vô á. Không, cái đó không biết. Không có sao. Cái đó không biết. Dạ. Trời, thì gặp trời gặp chú gì tôi mừng rất dữ lắm luôn. Tình dạ. Yêu cầu mà bà con là thương tiếc cho xe đạp làm ơn. Xe đạp hả? Ừ. Xe đạp làm sao cho, chú có xe đạp rồi mà. Chú có xe đạp mượn, có rồi chiếc xe đạp không mượn xe của đứa cháu. Chiếc xe đạp đó là của anh mượn xe luôn. Mượn của nhỏ cháu đi bán số rồi viết về trả cho đi học. Chàng ơi, phải mượn đi bán giấy số. Rồi bà xã anh làm gì? Bà xã đi bằng con mướn. Rồi anh có mấy người con à? Hai đứa, thằng của cha lớn thì mình đi bằng mướn thành phố. Dạ. Con đứa nhỏ còn học. Vậy là hai người con.
Rồi anh bị tai biến sao không ở nhà mà đi bán vé số, nguy hiểm mà. Kệ đi mà, bán tiếp giờ kiếm tiền cho con gái đi học. Chơi bây giờ mình ăn không, không làm gì giờ. Con gái anh mấy tuổi rồi? Con gái để nhớ là 21 tuổi rồi. Trời ơi, nó còn học lớp giờ á. 21 tuổi mà còn học, học bên cái gì? Tại không biết học chữ chứ, không biết học gì chứ. Bây giờ chuyển qua cảnh nè. Cái tay anh dường như bị rung phải không? Nó bị yếu chiều rồi. Nó, tại sao lại ngắt nè? Là nó tê lắm luôn. Trời ơi, bệnh không biết chết như nào, sống như nào không? Rồi anh nãy anh nói đi bán là bị người ta giật là giật như thế nào anh? Giật thì... nó lại nó hỏi chú đưa vô số, coi hàng đó lên xe, nó ngồi xe nó coi số, rồi lấy ông cộng số chạy luôn. Nó trời, đi số tôi bán không có tiền, rồi mấy chú lấy tôi có tiền luôn, vợ con luôn. Rồi lấy hai giò nó treo xuống xe rồi nó chạy luôn. Trời ơi, mà anh bán chỉ có 80 tờ thôi hả? Bữa nào hên, bữa nào lại lưới gì số được 90, bữa nào thường bán rất nhiều. Dạ. Yeah. Còn bán rồi anh ngồi gì anh đếm tiền rồi không sợ những cái kẻ ác nó đi ngang nó giật tiền anh sao? Không đổi, mà bữa nào cũng gì nên ngồi đây chứ. Bữa nào là anh cũng ngồi vị trí này. Ừ. Bữa nào cũng gì bán gì ngồi đây. Rồi ngồi đây là đếm tiền xong rồi mới đếm lên xe về. Đếm tiền rồi trả tiền cho đại lý rồi mới chạy nhà. À. Bữa nay là anh bán được bao nhiêu tờ nè? Bữa nay bán được 90 tờ. 90 tờ. Bữa thường thường bán 80, bữa nay bán được 90. Dạ. Tại vì số đại lý dư, nó đưa thêm 1 tờ. Trời ơi, rồi bị anh bị giật cái đó lâu chưa? Tháng mấy rồi? Tháng mấy rồi? Ừ, giật trên cầu gặp nè. Rồi tiền đâu mình trả lại ông thầu? Trời đâu có tiền đâu, đi xin đi xỏ, đi xin mấy bà con bạn bè rồi mới trả cho thầu. Xin 3 ngày trời đó, nó sẽ rình. Chàng ơi, tới 3 ngày mới đủ. 3 ngày mới trả đủ đó. Rồi mấy cái tiền lẻ này là người ta cho anh thêm hả? Cho thêm, cái tiền chẳng thì người ta mua, cái tiền lẻ thì trẻ thương thì cho người 5 ngàn có, 10 ngàn có. Ai cũng thương đó. Dạ, rồi cái anh phân ra tiền với 10 ngàn, 20 ngàn riêng. 2 ngàn riêng. Ừ. Yeah. Chứ ai cũng thương chứ. Cái về núp ngồi đếm tiền chứ đâu dám lợi chỗ đông. Rồi con anh cái người lớn đi làm có tiền chưa? Nó mặn tháng được mấy triệu đó, nó mặn ngoài phố mặn cái gì ở bên cây gỗ cái gì đó. Dạ. Yeah. Bên cây gỗ. Rồi mặn cũng lo em cho em nó đi học á. Còn anh thì tai biến phải đi bán kiếm tiền thêm. Kiếm tiền thêm trước giờ thì mặn đi mặn có muốn có vườn. Trời ơi, khổ lắm chú ơi. Rồi xe đạp mà đi mượn rồi chút xíu phải trả hả? Đi tranh thủ về trả cho nó đi học. Dạ. Chiếc xe đạp nhiêu tiền nè? Không biết nữa. Mà không biết có bán xe đạp bệnh có rồi mà không biết xe đạp bán nhiêu, không biết, cái đó không biết thiệt. Bây giờ là mua xe đạp cho anh là để anh không có mượn chiếc xe đạp này nữa đâu phải không? Không mượn nữa. Trời thì... Vậy là anh ước mơ là chỉ có xe đạp để chạy đó hả? Chú mà cho được xe đạp là thật tình đó. Cũng như đường tháng thiệt mừng lắm hả? Mừng lắm. Đi bán số mà phải mượn xe đạp nữa. Ừ, mà không có xe nữa chứ. Dạ. Chứ phải mượn xe mà bữa nào đi học, bữa nào đi làm, bữa là bụng chết luôn. Dạ. Anh đếm tiền đi, vừa đếm vừa trò chuyện với em cũng được mà. Một bọc tiền lẻ này chắc cũng được cả 100 ngàn á. Tôi không biết. Như bữa nay bà con cô bác mà cho anh tiền lẻ như gì nè, là khoảng nhiêu không? Anh dự đoán biết không? Không biết. Điếm mà mới biết nha. Không biết. Dạ. Đèn ơi. Chứ anh em nào, mấy quán, mấy ở xóm bệnh ai cũng thương lắm. Dạ. Đi nhắc lắm, đi bán ai cũng thương lắm. Trẻ cho 5 ngàn, có 10 ngàn, có 20 ngàn, có. Trời ơi, giờ ngồi đây. Cái chỗ này, cái nhà này là cái nhà gì anh? Cái nhà chứa gạch đá. À. Của đại lý nè. Rồi bán xong là mỗi buổi trưa là phải ngồi đây đếm tiền xong rồi mới chạy về. Rồi trả xe đạp cho người ta. Trả xe đạp cho nhỏ cháu đi học. 2 ngàn ra 2 ngàn, 1 ngàn ra 1 ngàn ha. Ừ. Dạ. Tôi anh biết sao biết là ngồi đây hai trời.
Nãy chạy ngang em thấy rồi mới dừng lại nè, vô hỏi thăm anh. Ủa đâu biết là trời nó chưa hẳn ra. Em đâu có biết đâu, thấy anh đậu chiếc xe và anh ngồi đây anh đếm cái gì tiền lẻ à. Trời bán số thì tiền đếm vắng, đếm chỗ đông quá trời đông đếm được. Đếm mà anh đếm cái chỗ vắng này á, rồi lỡ cái gặp những cái người mà xấu tính á, người ta đi ngang thì giật tiền anh nữa sao? Mấy cái thằng mằng công mới này ha. À. Mấy thằng đó ở xóm bạn bè. Biết ha. Biết ở xóm bạn bè. Do đó là ngồi đây đếm tiền được. Ừ. Nó kêu ông đàn ông ở đây đếm tiền có gì có tôi. Nó gì. Ba dép này của anh ha. Ừ. Dạ. Trời nó thẳng chứ, đi khi đi dép khách không tiền mua đi dép, anh em cũng thương mua cho nó thiệt á. Dạ. Rồi bị ta biến này có nhậu nhẹt gì không? Không có, cái vụ nó miễn bàn. Không có chơi là nhậu. Chơi hồi đó, lúc còn trẻ, còn mạnh giỏi anh, có nhậu để kể chú nghe, có nhậu buổi chiều. Cái sáng giờ vợ nó, ông ơi, tôi cái đầu cũng qua, ông chạy đi mua thuốc vườn, chạy lên. Ra chợ cái mua cho vợ hai lần xuống, chạy về cái tự cái mặt cái xỉu đập đầu luôn xuống đá. Dạ. Nó chấn thương sọ não là bị tai biến luôn. Ừ. Đó anh rồi chở ra ngoài thành phố cái mấy thằng cậu vợ đó rồi nó cứu 2 tháng trời, bác sĩ lo 2 tháng trời. Dạ là bị tai biến luôn. Ừ. Rồi là từ đó anh mới đi bán vé số hay là bán vé số trước không có, đó rồi? Không có, từ đó phát bệnh đi bán vé số luôn. Về làm bệnh viện phục hồi chức năng có ảnh là 13 lần. Dạ, 13 lần. Rồi ai cũng thương cho từng. Dạ. Trời ơi, chỗ rồi có xe đạp chú ơi, không cần gì. Bây giờ rảnh không anh đếm tiền xong mà anh với em được qua nhà anh được không? Để em xem nhà anh như thế nào. Nó hẳn em chơi nhà đường vô thì khó khăn, vô mất xuồng ghe lò bộ vô xám đường xe chạm được, đường nó thật tình, đường xe chạm được nó thật thì mình đi bằng xuồng vô với anh luôn. Em đi bằng xuồng vô với anh luôn được không? Vô thăm nhà anh chơi, vô coi nhà anh rồi anh trả xe đạp đi, rồi cái gì em dẫn anh đi mua chiếc xe đạp cho anh, hiểu không? Thôi sao đi cho biết nhà rồi chứ lần này xe cái đường đi có đêm hai nó xuồng nhỏ trời nhỏ anh mà anh thiệt. Dạ. Chứ không phải làm hiểm họ gì, cái nhà cửa thì chứ mưa gió thì không, nó dột gì hết, nó thiệt tịnh. Cái nhà đó mới có bệnh á, nhà mua sạch, cái bà vợ với số tiền với khắc cho cái nhà ở. Dạ. Bà vợ với khắc cho nhà ha. Rồi mấy anh em mới sớm gì là tiếp, rồi thợ mộc cây đến thợ mộc cắt ghẻ. Dạ. Do đó là nhà cửa của anh này ở cũng ổn định, im mày ha, không có dột nát không gì ha. Được tốt rồi ha. Ừ. Chỉ còn cái là anh đi bán số kiếm tiền sinh sống hàng ngày thôi. Kiếm tiền sinh sống hàng ngày với kiếm tiền cho nhỏ gái đi học. Dạ. Trời nhỏ gái học quá trời trong tiền chú ơi, mới gắng lo nó gì cho mình có đứa con gái mà mình có đứa gái mà mình lo nó nữa lo là trời có gì đâu. Dạ anh thì anh nói với em vậy rồi. Ừ. Em không biết nhà cửa anh ở đâu nữa, tính đi về nhà anh để thăm anh để xem tình hình như thế nào mà em có thể giúp được nhiều hơn, giúp cho anh có xe đạp hay là có ít tiền cái độ nhiều hơn. Thôi bây giờ chú thương đó, anh thương. Dạ. Cho được chiếc xe đạp là mừng dữ lắm luôn, nó thiệt. Dạ. Cho được chiếc xe đạp là mừng lắm luôn. Trời ơi, vậy chứ cả tiếng hai tiếng hồ nữa mới có về đi nhà nữa. Trả tiền vé số ha. Dạ. Rồi về dặn tao lại, trả rồi dặn tao lại. Để mà sáng mày lấy. Ừ. Vậy ngày mai mình lấy nhiêu nè, 100 tờ hay nhiêu? Thôi, 100 tờ không đâu. 100 tờ tiền quá trời nhiều, giữ mở. Dạ. Có 80 tờ, 90 tờ hơn. Vừa đủ bán được rồi. Ừ. Ha. Để tới trưa là mình bán hết. Đâu có. Vừa như tiền quá trời gái giữ không xiết. Dạ. Vậy là mơ ước của anh là chỉ có chiếc xe đạp thôi ha. Ừ, rồi chiếc xe đạp rồi. Còn chiếc xe đạp này là anh mượn của cháu. Cháu ở sớm. Ở sớm. Chút xíu phải về trả cho đứa cháu đi học. Ừ. Bởi vì bữa nào tranh thủ đi bán là phải bán cho hết buổi trưa để về trả xe đạp. Rồi, yên. Dạ.
À, tiền lẻ kìa, sao anh không đếm hết đi? Thôi được. Để nhờ đứa cháu em ý đếm cho anh cho mau để anh sắp được, xếp. Được, được. Rồi anh buộc cho bọc gì treo bên chiếc xe hả? Bỏ vô xe. Trời ơi, bọn ác nó lụm á. Không đỡ. Lấy dây thun buộc lại. Trời ơi, trời ơi. Tiền lẻ. Bà con thương cái người cho 2-3 ngàn hả? 5 ngàn có, 10 ngàn có. Dạ. Mấy bà con trời, nhà mười diêm á, mười em cơm bữa ngày mười cho 200 nữa trời. À. Trời cho 20 nữa trời, để kể nha. Chiều qua mọi người xe nó chạy. Cán cái đình này sao có lủng quánh, cái thay không có đèn thay vô mới, thay cái vô cũ, cái vỏ cũ với cái ruột 80 ngàn, 70 ngàn. Mượn là bị xui lủng quánh, thay 80 ngàn. 70 ngàn. 70 ngàn. Mới thay cái sạc là tối chiều qua. Dạ. Trời ơi, nghe kể thấy thương quá. Nó thật tình. Rồi là anh đi đứng có được không? Đi được mà đi cái nhắc sượng đi. Sượng nữa. Đi không phải người ta. Dạ. Vậy đó hả? Ừ. Sàng ơi. Rồi chạy xe đạp được không? Được. Đó dép, đó dép của anh. Có rừng. Ôi ơi, là đi vậy đó hả? Ừ. Ừ. Đi nó không ai. Dạ. Rồi em biết rồi, ngồi đây đi anh, ngồi đây trò chuyện với em chút xíu đi. Chưa từ. Dạ. Trời anh đi khó khăn rồi, đi cái nhích thôi. Rồi mấy cái chân cẳng của anh em thấy bị gách nữa, mới chạy da rồi bị té hay sao? Té hoài. Chạy xe khi mới ổ gà đó nó dép té hoài chứ. Dạ, thấy rồi, té. Bị gách lỗ rồi kìa. Rồi bị đi đứng như vậy mà anh lại ngồi trên chiếc xe đạp chạy. Nó ngồi đường vắng vẻ mới chạy được, em đường quá trời đông, cái lấy cái giò buồn. Không. Dạ. Chạy lấy cái giò buồn. Ừ, để tiền vô để vớt à. Cắt kỹ vô. Kiếm cái bóp, kiếm cái nào đó mình bỏ kỹ vô. Rồi. Thôi bóp sợ đi. Dạ. Bộ không cái bóp mắc đèn nữa trời. Đà. Chút xíu em sẽ gửi cho anh tiền nha. Với chút xíu em sẽ gửi cái thuốc tây nóng sốt nóng lạnh để gửi cho anh nha. Để mình để ở nhà mình phòng ngừa. Mình có chuyện rồi mà nóng sốt nóng lạnh nếu, thì nếu gửi mình sẽ uống. Mừng lắm luôn. Dạ. Tình mừng lắm luôn. Cầm tiền sẽ bỏ xác vô đi. Đừng để cho người ngoài người ta chạy xe vô người ta thấy. Cắt tiền vô. Trời ơi. Cắt tiền vô đi. Bột xác lại. Kiếm bọc đen á. Bọc trắng cầm ngoài đường người thấy cũng có người tham, bắt đầu cái người ta giật à. Cũng nở lên. Chứ bữa nào khi cũng về đây ngồi đây chứ đếm tiền chứ. Là buổi trưa nào cũng ngồi đây nha. Ừ, trưa. Tại bữa nào em có dịp đi ngang đây thì gặp. Trưa cũng có giờ này nè. Đây về ngồi đếm tiền. Dạ, đếm tiền rồi để những cái cục đá này. Dằn tiền khác nhau. Ừ. Tiền polymer rồi tiền 2.000, 5.000 để ghiền. Là anh bị cái tai nạn mà tai biến này xảy ra là bao lâu rồi? À, 8 năm rồi chứ. 8 năm rồi? 8 năm rồi. Rồi anh đi bán với giá số là bao năm rồi? Chị bán số 3 năm rồi. 3 năm. Rồi từ hết bệnh, bốt bệnh nữa, về cái không buồn quá trời buồn, chịu nó không có tiền xài. Cái đi lãnh với số chịu ra. Chịu ra cái người ta phát, người ta bán, người ta phát, mình ta sợ mình không trả. Cái đó cũng mượn tiền ra mới trả tiền trước người ta. Dạ. Trời ơi, nó khổ rồi, cái giống gì nó cũng khổ như chú ơi. Trời ơi, đi đứng không được gì, phải chạy xe đạp mà đi nhắc nữa. Đi mà đường không có người ta thì còn chạy được, đường có người ta là buồn đó. Chạy lỡ gặp người ta là thắng làm kịp. Đụng người ta luôn. Bởi vì sợ cái đó. Mình đụng ra lỡ đụng ra có cái gì trời. Em thấy anh đi rất là khó khăn luôn, vậy mà anh ngồi xe đạp anh chạy được hả? Buồn thì khu vắng buồn. Khu nào mà người ta ít nhiều á, đông quá đông mình buồn. Dạ. Rồi đường vắng cái mình chạy bò được. À, tức là anh ngồi trên cái yên xe anh lấy chân anh lại đẩy thôi. Để đẩy anh. Rồi em thấy có hai cái vỏ kìa, hai cái vỏ xanh đó là mình đựng cái gì? Hai cái vỏ xanh đó là khi người ta có cho gạo đó, cái mình xin về luôn đó để à. Đem, tức là bà con của bác cho đồ ăn là mình bỏ vô đó ha. Ừ, ra cho gạo cái mình xin về. Dạ, cũng tính trước rồi ha. Vừa bán số mà vừa bà con của bác cho gì thì nhận nấy. Ừ.
thấy anh đi thấy tội nghiệp quá. Dạ, vậy bây giờ gì nè anh ơi? À, cũng tình cờ chắc em với anh cũng có duyên, anh đi ngang để gặp anh và trò chuyện như thế này. Rồi. Thì thấy anh cái đi đứng khó khăn, những lời kể của anh thì em thấy cũng xót thương. Em cũng có ích quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho em sẽ gửi cho anh cái số tiền mà để anh ước mơ của anh thành sự thật là anh sẽ mua chiếc xe đạp nha. Mua xe đạp có 1 triệu mấy là đủ chạy rồi. Bây giờ anh qua bệnh mua luôn nữa. Mua giùm rồi xe này anh để đâu? Gửi. Gửi ở đâu? Có chỗ gửi. Có không? Có. Mua tại tiệm luôn ha. Ừ. Gửi luôn. Là mua giùm cho anh đó ha, để anh có chạy ha. Không có, bây giờ anh đưa tiền cho ha, đưa tiền về có lu bu hết. À, em đi mua thẳng cho anh luôn. Ừ. Vậy chắc anh không phải. Dạ được. Cái đưa tiền này về cái sợ mắc ha. Sợ mua lộn qua lộn lại rồi mắc rồi trời. Ờ, vậy quá tốt rồi. Rồi chú nó trời ơi trời nó mới cho tiền nó qua khi nó không mua xe đạp. Cái thằng dạ. Nhìn nó dốc không? Dạ đúng rồi. Mới cho tiền nó qua khi nó không mua xe đạp. Vậy bây giờ em sẽ chạy ra ngoài em mua và anh sẽ chạy xe này đi về nhà của anh. Rồi ngày mai anh kêu cháu hay có ai gì đó chở anh ra ngoài cái tiệm xe đó để lấy chiếc xe đạp về nha. Nè. Em mua rồi em sẽ gửi. À, kể nghe anh. Em sẽ gửi nè, xe đạp mới đó. Mới vô mua rồi anh gửi xe đạp đó anh. Ừ. Cái chạy xe này về. Dạ. Rồi đó, rồi mới trả chiếc xe cho nhỏ cháu. Dạ. Nó rồi chiều rồi mượn ai gian chị ai gian, kêu, anh kêu người thân. Dạ. Xe ra, rồi lấy xe mới về. Dạ. Được không? Được, đúng rồi đó. Chứ bây giờ cho tiền đồng ý nhận em nhận các lỡ coi gì cái lộn xộn rồi mắc hao hụt chiếc xe đạp nó rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là anh sẽ em sẽ ra ngoài mua giùm cho anh luôn. Rồi. Rồi gửi đó chiều anh ra lấy nha. Ừ. Bây giờ anh sẽ đi cùng với em chứ? Rồi. Rồi đi ra tiệm anh mới rồi. Biết cái tiệm đó chứ? Biết. Rồi 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 vậy anh đi trước đi. Nữa là giúp cho mới vốn là lấy số. Giúp cho trăm lần làm vốn bán số để chịu hoài bán quá trời cao bán là tại số là 900 bạc. Dạ. Vậy là nếu mà anh lấy tiền mặt là bao nhiêu tiền? Lời được nhiêu? Tiền mặt là 1.000 mà tiền triệu là 900. À, nếu mà tiền mặt mình trả thì mình lời 1.000 đồng một tấm. Ừ. Còn mình lấy triệu người ta chỉ lời 900 đồng tấm. Ừ. Thôi. Vậy là lấy 70-80 tấm mỗi ngày thì cái vốn lấy là khoảng 700-800 ngàn. Ừ. Rồi ok, để ra ngoài đi rồi em tính cho. Nha. Rồi. Rồi, đây. Cắt một tiền kỹ nha. Ừ. Rồi anh đi ra xe đạp đi, em sẽ chạy sau lưng anh. Đi từ từ thôi. Kệ không? Khỏi. Trời ơi, đi ra nè, thấy nguy hiểm quá đi. Đi từ từ thôi anh ơi, mấy cái dây điện không đó. Rồi anh đi chạy chậm chậm trước đi tới cái tiệm xe đạp đi nha. Ừ. Em chạy theo anh ở ngoài sau. Rồi cái này là gì? Cái thùng xăng mình ta gửi. Dạ. Mình không mua xăng chi. Ta à, gửi. Sao tiền bỏ vậy? Để gì mà còn. Trời bác ơi. Nhét gì mà còn á. Thôi cắt cái bọc tiền để ngoài trước kìa. Ủa cái này cái gì chứ? Cái mít của em đây đây em lấy cái mít thu âm. Anh cắt tiền bỏ phía trước đi. Trời ơi, anh cắt tiền bỏ tứ lung tung hết. Dạ. Chạy chạy xe ra đi con. Rồi anh lên xe anh đi từ từ. Thay vô cũ quá. Dạ. Xe đạp này mượn của đứa cháu ha. Cháu. Từ từ thôi anh nhìn phía trước kìa. Rồi thấy nguy hiểm quá đi. Chậm chậm thôi. Rồi đẩy bằng cái chân như thế. À, bị tai biến mà đi như vậy. Kìa. Cái chân cà nhắc đẩy chiếc xe. Rồi bây giờ Cao Hớn mình sẽ đi theo anh đến một cái tiệm xe đạp để mua cho anh một chiếc xe đạp nha quý bà con cô bác. À, thấy thương quá. À, anh vừa đi vừa dắt xe lên dốc cầu mà mình thấy anh thở hì hì luôn á. À, vừa bị tai biến đi không nổi. À. Đi từ từ thôi anh ơi. Dạ. Xuống dốc cầu nguy hiểm đó, đi từ từ thôi. Thắng lại bớt. Trời ơi. Con chú ơi, đi cũng
đi ra gần cái tiệm xe đạp rồi quý bà con cô bác, để trước khi mình qua mình mua mình cũng tìm hiểu về ông anh này một cái. Dạ anh ơi, cái ông lão mà chạy xe đạp ngoài trước nè, anh thấy là anh biết ổng không? Biết, tại vì ổng cũng ở gần đây mà ở trên này nè. Là ổng đi bán vé số đó đúng không? Bán vé số qua đây lại hoài hả? Dạ, ổng cũng khổ phải không anh? Ổng thì thấy ổng đi qua lại đây hoài. Dạ, mình đừng biết gì đó. Thấy ông chú tâm sự thấy tội nghiệp quá. Chứ ước mơ có chiếc xe đạp chạy á. Vậy là ổng có đi bán vé số qua vòng vòng ở đây? Có, đi vòng vòng chợ nữa. Nhà ổng trên này xíu. Dạ. Dạ, vậy em cảm ơn anh nha. Để em qua cái tiệm xe đạp kế bên. Dạ. Đây, cái tiệm xe đạp ở đây hả? Dạ, dạ. Rồi, anh đi vô trước đi. Rồi, mình ghé đây mình mua xe đạp cho ảnh luôn. Có chiếc xe đạp loại nào không? Cỡ như mấy loại này được không? Dễ. Màu nào, màu tím hay màu đỏ đi? Đỏ, đỏ phải không? Đỏ như nhung. Đỏ, đỏ thích hơn phải không? Đỏ thích hơn. Dạ. Dạ chào chị. Ảnh hàng ngày đi bán vé số phải không chị? Dạ. Dạ. Ngày mốt mốt. Mốt bà con ha. Chứ đó gì bao số mốt ấy. Dạ, vậy là ông anh cũng khổ lắm hả chị? Mơ ước có chiếc xe đạp. Do đó nãy giờ em trò chuyện rồi, do đó ghé đây rồi mua cho ảnh. Như chiếc xe đỏ này là bao nhiêu chị? Xe đỏ này thường là bán người ta 1 triệu 8. Dạ. Mà thôi bán 1 triệu 7 thôi. À, bán cho anh tiền 1 triệu 7 ha. Dạ, 1 triệu 7. Dạ. Rồi chị dắt ra ngoài ấy lại. Dạ. Giùm em đi. Anh đi qua bên đó ngồi đi anh. Dạ. Rồi Cao Hớn mình sẽ mua chiếc xe đạp này cho anh tiền. Và mình sẽ coi sổ quỹ của cô bác Mạnh Thượng Quân để mình chích ra và cho có thể là gửi cho thêm anh thêm một ít tiền nữa, để cho anh có thêm tiền để lấy vé số gốc luôn, để bán để kiếm tiền lời nhiều hơn. Dạ chị thường ngày là chị biết anh này là đi bán vé số qua đây đồ không chị? Có đi hàng ngày đi vòng vòng ở chợ này bán vé số. Rồi cũng khó khăn lắm. Anh bị tai biến rồi. Tai biến. Bệnh cũng lâu rồi đó. Dạ. Cũng gán đi bán vé số. Nhiều khi trời mưa nó thấy không tên hiệp. Dạ. Chỉ có gửi tiền rồi lẻ cho ảnh không? Ảnh thấy cũng bà con có bắt cho rồi tiền lẻ một bọc luôn. 2.000. 5.000. Dạ, vậy chiếc xe này là 1 triệu 7 hả chị? Dạ. 1 triệu 7. Rồi mình có thai, mình có sửa gì nữa không? Dạ, có bơm bánh xe gì nữa bơm chưa? Bơm xe nó là chạy à. Dạ. Ừ. Vậy là anh thích chiếc xe này rồi phải không? Thích là không có hối hận nha. Mừng quá trời mừng. Mừng dữ không? Mừng lắm. Dạ, cho em gắn cái mít ra. Ước mơ của anh là có một chiếc xe. Dạ. Thì hôm nay Tũng có duyên để đến đây để trao chiếc xe cho anh. Dạ. Vui mừng lắm ha. Dạ. Rồi sẵn đó thì em cũng xin gửi cho anh thêm một ít vốn, giống như nãy anh nói. Dạ. Anh sẽ lấy tiền mặt vé số 60 tờ. Và mình sẽ có kiếm cái đồng lời nhiều hơn nữa. Mừng không? Mừng. Ngừng ha. Mừng. Dạ. Dạ chị ơi. Thì chiếc xe này chị nói 1 triệu 7 ha. Dạ. Vậy bây giờ em sẽ xin chích quỹ một số cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi đến anh 3 triệu nha. Dạ. Vừa trả chiếc xe. Rồi cho anh dư ra là thêm 1 triệu 3 nữa để dành vốn đó để mua vé số. Nha. Lấy thôi, đừng lấy nhiều nghe, rồi. Cầm tay giật. Rồi chú cho xin cảm ơn Mạnh Quân giúp đỡ cho em. Dạ. Cảm ơn đội Mạnh Quân lắm luôn. Dạ. Mạnh Quân cho được xe đạp mừng hết, mừng lắm mừng. Dạ. Mừng vui lắm á. Cho tiền là bán số nữa. Cho tiền mình lấy số bán luôn. Để mình khỏi mình lấy lấy thiếu nữa. Rồi yên. Cảm rồi em xin đọc tên của cô bác Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Cao Hớn mình xin chích một ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi cho cô Hớn mình. Mình chích ra từ quỹ của cô bác anh chị là anh chị Toàn Hạnh ở bên Mỹ là 500.000. Quỹ của chị Trần Thị Hà ở bên Mỹ là 500.000. Của chị Phương Quyên ở thành phố Hồ Chí Minh là 500.000.
của chị Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh là 500.000, của chị Nguyệt ở Bình Phước là 500.000, của anh Tiếp ở Đồng Nai là 500.000. Cao Hớn mình chích 6 quỹ của cô bác anh chị là được 3 triệu. Mình xin trao đến anh Tiền để mua một chiếc xe. Số còn lại là anh sẽ sẽ sử dụng để lấy vé số tiếp. Dạ, vậy là chiếc xe 1 triệu 7 ha chị? Dạ. 1 triệu 7. Rồi, em gửi chị 2 triệu ạ. Để hồi lại 300. Số còn lại thì em gửi cho ảnh luôn. Chị thấy vui mừng giùm ảnh không? Quá trời bữa nay vui mừng luôn á. Dạ. Ngổ rồi. Rồi. Đây, còn lại là 1 triệu 3. Em gửi anh. Cắt rồi. Kỹ nha. Cảm ơn anh Quân. Cảm ơn chú luôn. Dạ. Anh Quân có tiền cho được chiếc xe đạp chứ cho vốn được mùi ly số Mạnh Quân nhiều lắm. Dạ. Mừng hết lớn luôn. Chị biết sao không? Là hồi nãy á, em đòi gửi tiền cho ảnh để đi mua chiếc xe đạp mà ảnh sợ giữ trong tiền trong người mắc đi. Yeah. Ảnh nhờ em đi mua luôn. Yeah. Đích thân đi mua luôn để trao cho ảnh, rồi ảnh sẽ gửi chiếc xe đạp này ở đây. Yeah. Ảnh chạy chiếc xe đạp cũ kia về á chị để trả cho cháu đi học. Rồi chiều ảnh sẽ nhờ người khác chở ảnh ra đây ảnh lấy chiếc xe đạp này về. Dạ. Yeah. Ha. Dạ yeah, được. Dạ, vậy cho gửi. Cô gửi. Vậy nha anh Tiền. Rồi, vô gửi ra một. Dạ. Rồi chúc mừng nha. Rồi. Gắng giữ gìn sức khỏe và sống tốt nha. Rồi. Nhớ rảnh thì niệm Phật vô ở nhà. Dạ. Rồi. Khóc mà vui mừng lắm. Mừng lắm. Cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân. Cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân cho được chiếc xe đạp, cho được vốn lấy số. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều dữ lắm luôn. Dạ. Rồi vậy nha anh. Dạ cảm ơn chị nha chị. Rồi Cao Hớn mình xin Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em đã gửi quỹ cho Cao Hớn mình. Số tiền quỹ cũng nhiều người, mỗi một hoàn cảnh gì mình xin chích ra khoảng 5 đến 6 quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân để mình cho mỗi hoàn cảnh nè. Rồi Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ rồi để em ra lấy. Rồi chào tạm biệt quý bà con cô bác anh chị em ạ. Rồi